Thấy trong người mệt, bà Công đã đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Nếu như những lần trước chỉ đo huyết áp, nghe tim phổi, lần này bà được siêu âm bụng và tuyến giáp. Bác sĩ nói kết quả của mình là u tuyến giáp, có tuyến giáp nhưng mà nó vẫn còn nhỏ, nhưng chưa phải can thiệp. Từ khi được đầu tư máy siêu âm, cán bộ ở trạm y tế đã có thể phát hiện sớm được nhiều bệnh cho người dân và không phải chuyển lên tuyến trên. Mỗi ngày có từ 15 đến 20 người đến khám. Chúng tôi hiện tại cũng mới kiến nghị là thêm cái xét nghiệm cơ bản tại trạm y tế để phục vụ cho công việc mà xét nghiệm phát hiện các nguy cơ ban đầu tại trạm y tế để cho giảm thiểu cho người bệnh để phải lên tuyến trên. Từ nhiều nguồn vốn của các tổ chức phi chính phủ và địa phương, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là nhân lực được đào tạo. Điều này đã giúp trung tâm triển khai được nhiều kỹ thuật vượt tuyến như nội soi cắt bỏ toàn phần tử cung, lọc máu cấp cứu, chạy thận nhân tạo và điều trị đột quỵ bằng phương pháp tiêu sợi huyết. Có những bệnh nhân từ Bạch Mai đã trở về tuyến huyện để điều trị. 2 năm trở lại đây là em chọn bệnh viện Văn Yên để chạy là để cho gần, đi lại cho nó tiện. Khi tạo được những cái kỹ thuật mới đó thì thứ nhất là được tạo được cái sự tin tưởng của người bệnh đến cấp cứu và khám chữa bệnh tại trung tâm. Người bệnh khi là không phải đi xa, đi các tuyến trên. Khi y tế cơ sở được đầu tư, người dân sẽ được tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng, được can thiệp điều trị từ giai đoạn sớm và không phải đi xa, giảm chi phí từ tiền túi. Bộ Y tế đang xây dựng nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó y tế cơ sở được ưu tiên hàng đầu và phương thức chuyển dần trọng tâm sang chăm sóc liên tục, lâu dài. Hướng tới mục tiêu 80% người dân khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở.